Hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với thiên tai tại các tỉnh miền núi Trung du Bắc Bộ. Công điện nêu từ đêm ngày 8 đến sáng ngày 10 tháng 6, ở một số địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Giang đã xảy ra mưa lớn, có nơi lên tới gần 430mm, làm 3 người chết và một số người mất tích. Nhiều nơi bị ngập sâu, giao thông đình trệ, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sản xuất. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn. Theo dự báo, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 6, khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu tại các vùng trũng thấp, ngập úng cục bộ tại đô thị. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và các tỉnh, thành phố trong khu vực tập trung tìm kiếm những người bị mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình có người bị nạn, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, tiếp tục rà soát, di rời, sơ tán ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, có nguy cơ sạt lở, hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm khôi phục sản xuất. Thủ tướng cũng giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, đơn vị, địa phương, trong đó yêu cầu tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, khẩn trương khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt, vận hành hồ đập an toàn, đúng quy trình, không để xảy ra lũ nhân tạo, lũ quét do hồ đập. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trực tiếp theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện công điện này. Tính đến 3 giờ chiều nay thì đã có 3 người thiệt mạng do lũ cuốn và sạt lở đất tại tỉnh Hà Giang do mưa lớn liên tục từ đêm qua đến sáng nay. Mưa lớn trong nhiều giờ tại các huyện phía Bắc và phía Tây của tỉnh Hà Giang như là Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ, Vị Xuyên đã khiến địa phương này nhiều nơi bị ngập lụt nghiêm trọng. Đây là lần thứ 3 trong vòng 7 năm qua, tỉnh Hà Giang bị mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng. Những ngôi nhà ven sông Lô ở huyện Bắc Quang đã bị chìm trong nước lũ. Nhiều tài sản có giá trị của người dân không kịp di tản. Từ tivi, tủ lạnh và rất nhiều đồ đạc giá trị khác như ô tô, máy xúc. Nhìn tài sản của mình như thế này, anh Nhớ chỉ biết rơm rớm nước mắt. Mức nước lên quá nhanh nên là không thể cứu được cái gì cả. Nên là mọi thứ đều chìm hết trong nước. Dọc quốc lộ 2 lên tới huyện Vị Xuyên, gần 150 nhà dân ven sông Lô cũng trong tình trạng tương tự. Người dân tại các xã vùng thấp bị ngập nặng, buộc phải chế những chiếc xuồng tự đóng để vận chuyển đồ đạc. Dù biết là nguy hiểm khi vượt qua dòng lũ này. Biết là nguy hiểm nhưng mà với tình hiện trạng nó cấp bách thế này thì chúng tôi đành phải sử dụng đóng thuyền bè để di chuyển đồ đạc nhà tôi và giúp đỡ bà con. Nước lũ tại thành phố Hà Giang đến 18 giờ chiều nay đã rút gần 2 mét. Tuy nhiên, như tại nơi tôi đang đứng đây, ở thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, thì nước lũ dù đang rút dần nhưng vẫn ngập sâu, chỗ sâu nhất lên đến gần 6 mét, nhấn chìm nhiều diện tích hoa màu, nhà cửa, ven sông Lô. Ngay từ sáng nay, lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo chính quyền các địa phương và người dân các nơi bị ngập úng cục bộ, nhanh chóng dọn dẹp, ổn định sản xuất. Các tuyến đường 4C, 34 và 279 bị sạt lở đang khẩn trương thông đường. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các nhà máy thủy điện xả lũ kịp thời. Tỉnh Hà Giang cũng đang chỉ đạo các huyện trước mắt là phải tập trung cứu người và tài sản. Cứu người tài sản trước, sau đó thì hỗ trợ cho bà con nhân dân và làm các cái thống kê thiệt hại để tiếp tục đề nghị với trung ương và địa phương để hỗ trợ cho người dân khắc phục sản xuất. Đặc biệt là phải thông các tuyến đường giao thông và phải tiếp tục xả lũ, Hà Giang tiếp tục để giải thoát được cái lượng nước lớn hiện nay trên thành phố Hà Giang. Đợt mưa lũ lần này tại Hà Giang đã khiến 200 hecta hoa màu bị ngập lụt, hơn 1.000 ngôi nhà bị sạt lở hoặc chìm trong nước lũ. Các trận mưa lớn diện rộng xảy ra trên địa bàn tỉnh Cao Bằng cũng đã gây ra lũ lụt, ngập úng, sạt lở đất đá, gây thiệt hại lớn về tài sản hoa màu, tắc nghẽn giao thông. Đến chiều nay vẫn tiếp tục có mưa to ở một số khu vực huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm. Mưa lớn đã gây sạt lở đất đá tràn vào nhà cửa của hơn 20 hộ gia đình, hàng chục hộ bị ngập lụt phải di rời. Trên 100 hecta lúa và hoa màu bị vùi lấp, ngập úng. Hơn 30 điểm sạt lở đất trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ gây ách tắc giao thông. Nhiều công trình trường học, kênh mương thủy lợi, trụ sở cơ quan bị hư hỏng.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các cấp ngành địa phương chủ động huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ để ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nhằm nâng cao ý thức của người dân để ứng phó với mưa lũ. Mưa lớn cũng xảy ra trên diện rộng tại tỉnh Lào Cai, làm thiệt hại nhiều công trình hạ tầng, nhất là đường giao thông tại huyện Bát Sát, Văn Bàn, Mường Khương, Bắc Hà và thị xã Sapa. Thiệt hại nặng nhất là quốc lộ 4D, tỉnh lộ 154 thuộc huyện Mường Khương khi ta luy dương bị sạt, gây ách tắc giao thông. Ngoài ra thì còn 11 điểm trên các tuyến đường giao thông nông thôn bị sụt sạt, hư hỏng. Một số công trình thủy lợi, trường học ở huyện Văn Bàn, Bắc Hà và Mường Khương bị ảnh hưởng. Nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp và 10 tấn lúa đã thu hoạch bị lũ cuốn trôi. Chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đã tập trung khắc phục hậu quả, giúp dân sớm ổn định cuộc sống, đảm bảo giao thông đi lại. Các phương án phòng chống thiên tai tiếp tục được tỉnh đẩy mạnh, đảm bảo phương châm 4 tại chỗ. Đến chiều tối nay, mưa ở các tỉnh vùng núi phía Bắc đã giảm, nhưng nhiều khu vực vẫn ngập lụt do lũ xuống chậm. Dự báo miền Bắc sẽ mưa hết đêm nay, sáng sớm mai. Cường độ mưa giảm bớt, mưa to trên 60mm, chỉ còn cục bộ. Theo đó, lũ trên hầu hết các sông sẽ giảm dần. Dự báo mực nước trên sông Lô qua thành phố Hà Giang và huyện Bắc Quang sẽ xuống quanh mức báo động 2. Lũ hạ du sông Lô ở Tuyên Quang phụ thuộc vào điều tiết hồ chứa thủy điện. Đêm nay sẽ lên nhưng vẫn dưới báo động 1. Mực nước lũ trên sông Gâm qua huyện Bắc Mê, Hà Giang vẫn còn trên báo động 3 khoảng 30cm. Sông Gâm qua huyện Bảo Lạc, Cao Bằng sẽ dưới báo động 3 khoảng 5-20cm. Sông Thương qua trạm Cầu Sơn, Bắc Giang dự báo xuống dưới báo động 2 khoảng 5-10cm. Các khu vực trũng thấp ven sông vùng ngập lũ đêm nay vẫn còn ngập và sau sẽ rút dần. Tuy nhiên vẫn cần đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở các sườn đồi dốc, ta luy. Ngoài ra các tỉnh thành khác ở miền Bắc đêm nay cũng giảm cường độ mưa, mưa lớn trên 70mm chỉ còn cục bộ. Tuy nhiên do mưa kéo dài nhiều ngày, đất ngập no nước nên vẫn cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất nguy hiểm. Thưa quý vị, mưa lớn những ngày qua đã khiến nhiều tỉnh thành ở miền Bắc bị ngập lụt, sạt lở gây thiệt hại lớn về tài sản và người. Trong đó thì nhiều địa phương bị ảnh hưởng nặng như là Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Giang, Cao Bằng. Và đến chiều nay thì đã ghi nhận 4 người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Ngoài ra, mưa lớn còn gây thiệt hại về tài sản và hoa màu của người dân. Do mưa to kéo dài từ đêm qua, rạng sáng nay, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng nhiều nơi. Mưa lũ, sạt lở đất đã khiến 3 người chết, nhiều tài sản và diện tích hoa màu bị ngập úng và thiệt hại. Trên quốc lộ 4D đi huyện Mường Khương, Lào Cai, mưa lớn trong sáng nay cũng làm sạt ta luy dương, gây ách tắc giao thông. Một số tuyến đường trên địa bàn Mường Khương bị sạt lở, giao thông tạm thời chia cắt. Tại Lai Châu, một người bị lũ cuốn mất tích sáng nay khi đi qua đập tràn suối Nậm Xí Lùng, huyện Mường Tè. Ở Cao Bằng, mưa lớn cũng gây sạt lở, đất đá tràn vào nhà dân. Nhiều công trình trường học, thủy lợi bị hư hỏng. Tính đến sáng nay, các tuyến đường lớn ở quận Ngô Quyền của Hải Phòng về cơ bản nước đã rút. Chỉ còn một số ngõ, tuyến đường phụ còn bị ngập. Ở quận Dương Kinh còn ngập tại một số điểm thuộc phường Hòa Nghĩa, Anh Dũng. Tại Quảng Ninh, về cơ bản, đến chiều nay nước cũng đang rút dần. Cập nhật tới chiều tối nay thì mưa ở các tỉnh ở vùng núi phía Bắc cũng đã giảm nhưng mà nhiều khu vực thì vẫn ngập lụt do là nước lũ đang xuống chậm. Và thông tin chi tiết hơn cùng những dự báo về diễn biến mưa lũ đêm nay cũng như là những cảnh báo thời tiết nguy hiểm sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị trong phần sau của chương trình. Trong khi đó thì tại khu vực Tây Nam Bộ, dông lốc cũng khiến cho nhiều nhà vườn chịu thiệt hại nặng nề. Tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, lốc xoáy từ sông Tiền sát vào đất liền khiến cho hàng chục hecta cây ăn quả, chủ yếu là chôm chôm, sầu riêng bị gãy đổ. Nhiều vườn sầu riêng hàng chục năm tuổi, sát đến ngày thu hoạch, quả rụng, người dân mất trắng sau cả năm chăm sóc. Dông lốc cũng khiến cho nhiều nhà dân tốc mái hoặc là hư hỏng hoàn toàn. Cái cây đó thì mình cho 5-6 vượt tái thì nó 180kg. Thì bây giờ bổ đầu mùa thì nó 60.000 một ký. Thì mình nhân ra, cây phải mấy triệu. Thì hồi đó giờ mới thấy cái cảnh này. Thì chỉ đứng dòm thôi chứ không biết làm gì. Qua cái đợt thì tới tối rồi, mưa đó. Rồi bỏ đại tới không có cho ngủ.
sớm di rời khỏi nơi ở mất an toàn và ổn định ở nơi ở mới là mong mỏi của những người dân vùng thiên tai. Thế nhưng có những nơi dù đã có dự án nhưng người dân vẫn phải mòn mỏi chờ đợi, như là dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai ở khu dân cư Suối Cạn, xã Ia Son, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, thuộc dự án cấp bách di rời các hộ dân ở khu vực thiên tai. Dự án thì đã được triển khai từ tháng 9 năm ngoái, tuy nhiên đến nay nhiều hạng mục vẫn chưa được triển khai vì thiếu kinh phí. Người dân vẫn đang mong chờ được về nơi ở mới, trong khi một mùa mưa lũ mới đã đến. Cụm dân cư Suối Cạn có 38 hộ với 144 khẩu. 100% cư dân ở đây là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và đều là hộ nghèo, không có đất ở, nên di cư tự phát về đây lập làng. Tuy nhiên, ngôi làng tự phát này lại là tâm điểm chịu ảnh hưởng nặng nề từ mưa lũ hàng năm, khiến cho các hộ dân đã nghèo lại càng khó khăn hơn. Cái đường cũng nước cát trôi ra, cũng khó đi lắm. Mấy đứa nhỏ đi học thì nước lớn lên thì không đi qua được. Bây giờ thì nhà cửa cũng rất nát, như nhà chị đã dột hết, đâu có ở được đâu. Để ổn định nơi ở cho bà con, dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai Suối Cạn với tổng mức đầu tư hơn 21 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương đã được triển khai từ năm 2023. Đến nay, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành nhưng chưa thể di dời các hộ dân đến nơi ở mới do thiếu nguồn vốn để tiếp tục triển khai, thực hiện các hạng mục còn lại. Thích đi bên kia, người ta làm cho điện, cho nước, nó đỡ. Cho con cái đi học thì năm nay thì năm sau thì nó có tương lai. Muốn về được trong năm 2024 thì cũng rất là khó khăn. Bởi vì là đang còn vướng là chưa có cái số tiền còn lại để đảm bảo về các hạng mục còn lại. Thứ hai là quan trọng nhất là cái số tiền để hỗ trợ trực tiếp cho dân, bởi vì trong đó dân nghèo là không có điều kiện để ra ngoài này. Việc chậm trễ di rời các hộ dân ra khỏi vùng thiên tai đang khiến họ phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ đã cận kề. Chính vì vậy, tỉnh Gia Lai cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để bố trí nguồn vốn, đảm bảo người dân có thể sớm di rời an toàn, cũng như đáp ứng sự mong mỏi ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Hàng loạt rặn san hô ở Côn Đảo đã bị tẩy trắng và là do nhiệt độ nước biển tăng cao, thông tin từ kết quả khảo sát của Viện Hải Dương Học. Các điểm rặn phía đông của đảo như là Đầm Tre, Hòn Câu, Hòn Tài và Cực Gà thì có tỷ lệ san hô bị tẩy trắng cao hơn khu vực phía tây đảo, từ 80 đến 100%, trong đó san hô vừa mới chết sau khi bị tẩy trắng khoảng gần 20%. Còn đối với các khu vực phía tây của đảo như là Hòn Tre Lớn, Hòn Tre Nhỏ, tỷ lệ này thấp hơn. Thông thường, san hô bị tẩy trắng khi nhiệt độ nước biển từ 30 độ C trở lên, trong khi nhiệt độ nước biển tại khu vực này đang ghi nhận là 32 độ. Ngoài yếu tố thời tiết, thì việc giảm tải các dịch vụ bơi ngắm khai thác thủy sản là những giải pháp để có thể bảo vệ rặn san hô. Tại Hà Giang, thì một số tuyến đường quan trọng qua huyện Mèo Vạc nối với các huyện vùng biên bị nước lũ gây sạt lở, chia cắt. Hiện giao thông qua khu vực này vẫn chưa được khôi phục. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại ngã Ba Hạt 7, địa phận xã Phả Vi. Đây là tuyến đường đi các xã biên giới của huyện Mèo Vạc cũng như là đi bến thuyền Nho Quế. Trong 3 ngày hôm nay thì lượng mưa rất là to và kéo dài, thì ảnh hưởng rất nhiều đến việc đi lại của du khách cũng như là nhân dân địa phương. Do địa hình núi đá hiểm trở, vách cao dựng đứng, lượng mưa lớn đã dồn nước, đất đá từ trên cao đổ xuống từ mọi hướng, ảnh hưởng đến nhà cửa, hoa màu của nhân dân. Mưa cả ngày, cả tốt, hôm qua nó ra, chắc là mưa to quá. Nhà mẹ ở Bảy Lũng nhưng mà hôm qua đi qua mẹ vào xong là hôm nay vẫn đi về ở Bảy Lũng nhưng mà mưa to quá vẫn không đi được. Tại một số tuyến đường chính như quốc lộ 4C, đoạn từ huyện Đồng Văn sang huyện Mèo Vạc, tuyến đường tỉnh lộ 176, nhất là tuyến từ xã Phả Vi đi các xã biên giới huyện Mèo Vạc, nước chảy xiết khiến giao thông gần như bị tê liệt. Nhiều điểm có lượng lớn đất đá trôi xuống. Trong hôm nay, các phương tiện mắc kẹt đều đã di chuyển an toàn. Người dân và khách du lịch đã được hướng dẫn chuyển sang các lộ trình khác. Người mà không đi qua lại thì chúng tôi đã không qua lại được, thì chúng tôi sẽ cho xe chở qua cái đoạn đường mà nó nước sâu, quá sâu và đi lại rất khó khăn. Đối với người dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, huyện Mèo Vạc cũng yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương di rời bà con.
trên địa bàn huyện Mèo Vạc vẫn đang tiếp tục mưa lớn. Trong 3 ngày gần đây thì mưa lớn trên diện rộng, chúng tôi cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng của huyện lập các cái chốt để ngăn chặn người và phương tiện qua cái khu vực nguy hiểm của huyện. Hiện nay chúng tôi cũng đã thông báo cho nhân dân của 3 xã biên giới của huyện Mèo Vạc tạm thời không di chuyển. Cơ quan chức năng huyện Mèo Vạc khuyến cáo người dân và khách du lịch thường xuyên theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng và dự báo tình hình mưa lũ, nên chủ động thay đổi lộ trình đối với các khu vực đã từng và có nguy cơ sạt lở, những cung đường đèo quanh co hiểm trở. Vâng, xin được thông tin thêm là khu vực sạt lở nghiêm trọng này thì nằm trên cung đường đi xuống bến thuyền Nho Quế 1 để tham quan hẻm Tu Sản, một trong những điểm du lịch rất nổi tiếng của tỉnh Hà Giang. Và với những du khách mà đang có dự kiến là tới đây trong một vài tuần tới thì quý vị nên chủ động thay đổi lộ trình và cũng cần liên hệ với chính quyền địa phương trước khi khởi hành để có thêm những thông tin chi tiết. Vâng, và phóng viên Mạnh Cường hiện đang có mặt tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang sẽ thông tin chi tiết về tình hình ở khu vực này tới quý vị. Tôi đang có mặt tại thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Như hình ảnh các bạn đang nhìn thấy, thì hàng trăm ngôi nhà đã bị ngập lụt nghiêm trọng. Nước lũ đổ dồn về đây ngày càng nhiều do tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các đơn vị xả lũ theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa. Nhiều tài sản có giá trị của người dân cũng bị chìm trong nước lũ. Trước đó, thì trong sáng nay, một số khu vực ở thành phố Hà Giang bị ngập nặng, nơi bị ngập sâu nhất lên đến ngang mặt đường. Thời điểm cách đây một tiếng, nước lũ đã rút xuống thấp hơn 2 mét. Chính quyền và người dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả. Nguyên nhân được cho là do lượng mưa lớn liên tục từ 19 giờ hôm qua đến 9 giờ sáng nay. Tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các nhà máy thủy điện xả lũ ngay từ 6 giờ sáng nay và phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các nhà máy thủy điện xả lũ để tiêu thoát lũ trên sông Lô. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, thì đến 16 giờ chiều nay, mưa lũ đã khiến 3 người dân thiệt mạng, 2 người tại huyện Hoàng Su Phì bị lũ cuốn trôi. Sáng nay thì đã tìm thấy thi thể, còn một người thì bị vùi lấp do đất đá sạt lở. Xin mời trường quay tiếp tục với chương trình. Vâng, cảm ơn những thông tin từ anh Mạnh Cường. Và đến chiều tối nay thì mưa ở các tỉnh vùng núi phía Bắc đã giảm nhưng nhiều khu vực vẫn ngập lụt do mực nước lũ xuống chậm. Dự báo tối và đêm nay thì mực nước sông Lô qua thành phố Hà Giang và huyện Bắc Quang của Hà Giang sẽ quanh mức báo động 2. Lũ hạ du sông Lô ở Tuyên Quang phụ thuộc vào điều tiết hồ chứa thủy điện. Đêm nay sẽ lên nhưng vẫn dưới mức báo động 1. Mực nước lũ trên sông Gâm qua huyện Bắc Mê, Hà Giang còn trên báo động 3 khoảng 30 cm. Sông Gâm qua huyện Bảo Lạc, Cao Bằng sẽ dưới mức báo động 3. Sông Thương qua trạm Cầu Sơn, Bắc Giang dự báo xuống dưới mức báo động 2 khoảng 5-10 cm. Với dự báo như thế này thì khu vực ven sông ở Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Giang vẫn còn ngập. Bên cạnh đó, đề phòng lũ quét sạt lở đất ở các sườn đồi núi ta luy. Thiên tai đang ảnh hưởng lớn đến các vùng miền ở nước ta. Tại tỉnh Kiên Giang, từ đầu năm đến nay, huyện U Minh Thượng là nơi xảy ra tình trạng sạt lở sụt lún nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn cho người dân, công tác di dời các hộ ở vùng có nguy cơ ảnh hưởng cao đến nơi an toàn được địa phương đặc biệt quan tâm. Và phóng viên Tính Lập sẽ thông tin chi tiết từ hiện trường. Cho đến thời điểm này, huyện U Minh Thượng đã hỗ trợ di dời 116 hộ dân ở trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng cao về sạt lở, sụt lún đến nơi ở an toàn. Địa phương vẫn đang tiếp tục vận động hơn 350 hộ dân khác di dời nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của bà con. Đến nay, trên địa bàn huyện U Minh Thượng có hơn 450 điểm sạt lở, chiều dài hơn 11.300 m, thiệt hại ước tính là 225 tỷ đồng. Có 42 căn nhà đã bị thiệt hại, 66 căn nhà có nguy cơ sạt lở, sụt lún. Sạt lở còn làm hư hỏng đường tỉnh 965 và các tuyến đường giao thông nông thôn qua địa bàn xã An Minh Bắc. Giao thông nhiều nơi bị chia cắt hoàn toàn, người dân và chính quyền địa phương phải mở đường tạm phục vụ đi lại giao thương. Dự báo mùa mưa năm nay, tình trạng sạt lở sụt lún tại vùng đệm U Minh Thượng vẫn tiếp tục diễn biến khó lường. Trước tình trạng này, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã yêu cầu địa phương phải đảm bảo chăm lo cho người dân có nhà bị ảnh hưởng để có chỗ ăn, chỗ ở an toàn. Bên cạnh đó, địa phương cần đánh giá khảo sát lại địa chất một cách đầy đủ để quy hoạch sắp xếp lại dân cư, hạ tầng giao thông và đặc biệt là sớm triển khai các dự án sửa chữa khắc phục sạt lở, đảm bảo tính ổn định lâu dài, không để ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của bà con. Xin được cảm ơn phóng viên Tính Lập với những thông tin vừa rồi ạ.
Mặc dù chỉ mới vào đầu mùa mưa, nhưng trên địa bàn tỉnh Long An đã ghi nhận hai vụ sạt lở nghiêm trọng, gây ra nhiều cản trở giao thông, thậm chí uy hiếp đến tính mạng và tài sản của người dân. Điều đáng quan tâm là nguy cơ sạt lở mỗi lúc một lớn hơn. Những con số thống kê về các vụ sạt lở trên địa bàn tỉnh trong những năm qua cứ tăng dần. Năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 19 vụ sạt lở lớn nhỏ, tổng chiều dài lên đến 13.000 mét, gây thiệt hại tới 2 tỷ 500 triệu đồng. Điều đáng báo động là không chỉ ven các con sông lớn mà tình trạng sạt lở đã xuất hiện ngay cả ở các con sông, kênh rạch nhỏ như kênh Mồng Gà, huyện Cần Giuộc. Một tuyến kênh nhưng xảy ra tới 13 điểm nứt, sạt lở, lún sâu. Trước tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, tình trạng sạt lở sẽ còn diễn biến phức tạp. Bên cạnh sự vào cuộc của ngành chức năng và chính quyền địa phương, người dân cũng cần chủ động các giải pháp ứng phó để tránh bị thiệt hại về tính mạng cũng như tài sản.